Chào MC Quyền Linh, chào Lê Lê Lộc, dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Lê Thị Thanh Hoa, 48 tuổi, nghề nghiệp làm dép. Và tôi đến từ quận Bình Tân. Và đây là anh dâu. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào chú Quyền Linh, chào Lê Lộc và chào quý vị khán giả. Tên là Võ Ngọc Phương Linh, năm nay 23 tuổi, là cũng làm dép, là làm dâu của mẹ được 5 năm. Lấy chồng sớm quá ha. 23 lấy chồng 5 năm, tức là lấy từ lúc 18 tuổi 18 hả? 18 tuổi. Mình có em bé chưa chị hả? Dạ, được một bé 4 tuổi rồi. Cái ngày đầu tiên mà con trai đưa dâu tương lai về đó, thì cô ấn tượng gì với con dâu của mình? Cái ấn tượng đầu tiên mà phải nói là đầu tiên là em trai mình là làm nghề tóc. Thì con bé này nó học nghề ở đó. Nó dắt về nhà mình chơi thì ngày đầu tiên nó rất là vui. Nó siêng lắm. Ăn xong là nó nhào vô nó dọn. Mình nói thôi cô để đó cô, nó không, cô cứ để đó con. Cái một khoảng một tháng sau con nó dắt về, nó nói mẹ, con có quen cái con bé này nè, nó ở nhà của ở bên tiệm cậu á. Mình nói ở tiệm cậu con, mẹ thấy có ba đứa con gái lận, thì đứa nào? Cái nó nói con nhỏ lùn lùn á mẹ. Ờ à, được, con này nó được, nó xiên mà nó lùn giống mẹ. Thế mình đặt cho nó tên là con bé Lùn. Là nó có cái tên Lùn từ đó đó. À, nhưng mà đâu có lùn lắm đâu. Tại vì hai mẹ con nó tương tương như nhau á. Còn không biết là chị có nhớ cái ấn tượng khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Dạ, tại vì mẹ cũng hay là mẹ là khách ở bên tiệm cậu á, là cũng qua hoài à, thì gặp là cứ kêu là ở nhà mẹ tên là bé, cứ kêu là cô bé không à. Rồi cũng qua chơi thì thấy giống như là mẹ hiền lắm, vì mẹ cũng cỡ mở đó. Dạ. Nhưng mà sao 18 tuổi kết hôn sớm quá? Chung là chồng nó lúc đó nó không có đi học nữa. Nó nói hả mẹ, con bây giờ con thương cái con bé đó đó, mẹ lấy vợ con đi. Cái mình nghĩ thôi chẳng thà có vợ về cho vợ nó quản lý nó. Chứ còn nếu mà để nó ở ngoài nó đi chơi bạn bè, nó dính tệ nạn xã hội thì mệt lắm. Sợ nó hư, lấy vợ cho nó hết hư. Hết hư. Nhưng cô nghĩ rằng khi con dâu mình quá trẻ, còn quá nhỏ như thế, thì sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn khi mà làm dâu nhà mình. Nhà này không có con gái. Cái mình thấy con trai nó dắt về thôi, mình thích nó quá đi, mình nói sao kệ, lấy vợ sớm cũng được, dễ làm con với mẹ. Khi mà về làm dâu á thì nó thấy tốt không? À, chuyện về làm dâu thì cái bắt đầu từ cái ngày làm dâu về á là nó còn nhỏ mà. Hồi ngày mấy ngày đầu về nó siêng lắm, sáng dậy rất là sớm phụ mẹ. Nhưng mà được vài bữa thôi à là thôi nó ngủ tới 8-9 giờ, mẹ kia thì nó mới dậy. Làm hầu mấy ngày đầu thôi đúng không? Nhưng mà vậy thì cô có lo sợ không? Những cái ngày đó về thì thường là bắt đầu ấy, cái là mẹ con có những cái mâu thuẫn là hay giận nhau. Nhiều khi mẹ hay nói cái gì á, hai mẹ con bàn nhau cái chuyện gì chút kỳ giận. Đó, à, giận 80 lần có đó. Giận rồi cái mẹ khóc, rồi cái hơi mẹ hai mẹ con quề vậy. Giận là ai làm lành? Dạ, tự hồi nói chuyện quề. Cười cười qua lại rồi quề. Nên là mỗi lần quề giận nó nói, mẹ ơi, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, nó hát vậy đó. Rồi cái mình cười với nó là quê à. Không biết là hai mẹ con mình có cái những cái kỷ niệm vui nào không cô? À, cái niềm vui, cái kỷ niệm là một lần mình đi Nha Trang chơi á, cái không có phòng khách sạn, mình đã ở nhà người quen. Đêm đó cái mình sợ ma mà đâu dám nói dâu nó biết. Sợ ma cái mình tiễn với nó, con đi theo mẹ đi tiễn nha. Cái nó đang buồn ngủ, nó nhắm mắt mở, nó đi theo, nó ra tới đó, cái nó đứng nó không vô. Cái mình sao mình hỏi sao con không vô? Đâu có đâu, con đứng cho mẹ thôi, rồi con đi vô con ngủ với con, đâu có đi ra đa tiểu đâu mà mẹ rủ con. Là rủ mẹ đi ra đấy con, mà đâu có biết là mẹ sợ ma đâu. Mẹ sợ ma nên mẹ phải rủ nó theo. Đi đâu cũng đi chung hết đó, rồi có khi tắm chung nữa. Đó. Hai mẹ và con tắm chung để trà lưng cho nhau. Đấy lẽ cái này là phải cho chồng chứ nhờ? Không có tắm chung với chồng, chỉ tắm chung với mẹ chồng, mà chỉ tắm chung với mẹ chồng. Vậy là phải hiểu nhau lắm chứ cô hả? Thì đó là cái chuyện thường giống như kể chuyện ma, cái chuyện người ta rồi giận vậy đó. À, nhưng mà hai mẹ con mình hợp nhất điểm gì? Hợp nhất hả? Là giống như là đi đâu cũng đi chung. À, ăn chung có khi một tô cơm vậy, hai mẹ con là xúc chung ăn chung tô vậy đó, đi chợ sáng rồi đi chợ này kia. Mà dở ở điểm nữa là hai mẹ con không biết nấu cơm, ở nhà em ăn là ngoài ăn dở lắm. Hai chồng cũng vậy, con cũng vậy, hai người dở như nhau luôn. Dở như nhau, tội nghiệp cho mấy người đàn ông ở nhà. Nói chung là nhà là toàn là ăn ở ngoài không mà không có ăn, không có nấu cơm. Em không nghĩ là em phải đi học nấu món nào đó. Dạ em có nấu.
Mà ăn dở lắm không ai ăn hết. Không được ngon á. Chứ mình nghĩ là hồi đó nó còn nhỏ thì nó ở với ba với mẹ nó. Nhưng mà từ cái khoảng sau này nó về nhà mình nó làm dâu thì coi như là con gái mình rồi. Nó sẽ ở cái cuộc đời, nó sẽ ở gần với mình hơn là cha mẹ ruột nó. Có lắm lúc mà nó đi về nhà mẹ nó mà hai mẹ con đi ở nhà mình nhớ. Nhớ con. Nhớ mà người ta cứ nghĩ là như là mẹ ruột nhớ con gái vậy đó. Có khi nào đi nửa tháng nó không về không? Không, không cho. Cho nó đi về bển chơi thôi, tối phải điện về với mẹ. Trời ơi, thương quá trời đất luôn. Hai mẹ con mình có hợp với nhau về cái chuyện chăm con không? Dạ, nói chung là từ hồi mà em sanh tới giờ là con là ở với ông bà nội. Ông bà nội lo hết tới. Mẹ lo hết. Nó ăn nó cũng đòi bà nội đút, nó ngủ nó cũng nội đút, cái gì cũng nội hết. Từ hồi con nay 4 tuổi chứ chưa tắm con lần nào. Trời đất ơi. Xuống dữ vậy trời. Coi như tất cả mẹ chồng là lo hết rồi. Tới mức là nấu không có nấu nướng gì ăn tiệm không hết á. Nó được vậy nè. Nó việc nhà nó lười, cái chuyện trong cái chuyện bếp núc nó lười. Nhưng mà chuyện bên ngoài nó rất là siêng. Ai mà muốn đi khám bệnh hay kêu là có nó mặc nó liền. Nó nhanh lắm. Hoặc là nó đi đâu chơi về là một ly chè, một cái bánh nó vẫn mua về. Mua về rồi phải con mua cho ba, cho mẹ. Nó đi nhanh nhẹn lắm. Đôi khi á là thế, ý y mẹ chồng làm hết rồi. À, dạ. Rồi con để cho mẹ chồng làm luôn. Có đâu có khi chồng làm nữa. Chồng làm. Cha toilet hay là dọn phòng thì là chồng cũng làm. Dâu sướng như trời. Cái đến là hai cái nhà mình sát vách nhau vậy nè. Cái phòng của nó ở cái bên, cái đục một cái lỗ qua. Cái là mình gắn cái dây cáp để mình ấy. Cái lâu lâu mình tắt mình coi nghe bệnh coi vợ chồng nó có đánh lộn hay là chửi lộn không. Cái im mình chạy qua. Cái lần sau thằng con trai nó nghe vậy nó nói không được rồi, cái lỗ này giữa khi vợ chồng con mà cái gì mẹ nghe hết. Cái lỗ đó lại. Nó lấy đồ nó chét cái lỗ lại không cho mẹ nghe. Nhưng mà có khi nào cô đứng ra phân xử hai vợ chồng gây lộn chưa? Nói cho hai chồng nó chỉ cãi qua cãi lại ấy thôi. Xong rồi mình bên con thì cũng không được. Mà bên dâu cũng không xong. Mình chỉ nói ra hai đứa là thôi vợ chồng đứa nhịn tiếng đi con. Thì vợ chồng với nhau mà như ba với mẹ vậy đó. Hai mươi mấy năm mà ba mẹ đâu có cãi nhau tiếng nào đâu. Thì con cứ theo ba với mẹ vậy đó. Thì rồi mạnh đứa nào nó im rồi thôi. Rồi không biết sao chiều nó quề nhau. Có lẽ mẹ chồng với nàng dâu này có duyên từ bao giờ đó. Ngoài cái tình yêu của chồng ra còn cái tình yêu nàng phải là thương mà yêu con dâu luôn của mẹ chồng nữa đó. Con dâu cũng rất là năng động. Dạ. Nhưng chủ yếu là ở nhà cũng thấy mẹ thương, ba thương rồi. Ít có lo chuyện nhà. Nhưng phải tập làm việc nhà đi ha. Dạ. Chứ nếu mà này hoài đó. Nhưng mà chắc chắn cô phải có phàn nàn cô con dâu gì đúng không? Phàn nàn là chỉ có chuyện là nói sao con biến mà. Hồi đó sao con, lúc mà con mới quen á, con qua mẹ. Mẹ kêu thôi để đó đi. Không không cô, cứ để con làm. Đội mình cái ông xã ông mới nói gì nè. Ba chồng mới nói. Em ơi, mình khỏe rồi đó, sau này mình lấy cái con nhỏ này về, nghe con dâu về ha. Em khỏe rồi, em đừng làm với nó chén bát rửa, cơm nước nó nấu. Em chỉ lo làm với phụ với anh đi kiếm tiền là được. Ai ngờ về, nó không làm mấy chuyện này được mấy người. Không thích đúng không? Nó không thích. Nó nói mẹ ơi, con không thích rửa chén. Con không thích phơi đồ. Không thích nấu ăn. Nấu ăn, con cũng biết nấu. Tóm lại là em không thích làm việc nhà. Chung hai mẹ con rất là dễ thương ha. À, nhờ cái tình yêu thương của mẹ chồng cũng quá lớn đối với con dâu. À, để xem chồng em có nói điều gì giữa hai mẹ con không nha. Mẹ, tụi con nhiều khi có hay lỡ nói làm cho mẹ buồn hay là mẹ giận thì mẹ cũng bỏ qua cho tụi con. Nhiều khi vợ con cũng không hiểu mẹ cho lắm nên cứ làm cho mẹ thấy buồn hoài. Nhưng mà mẹ, tụi con thật lòng mà tụi con rất là thương mẹ. Giữa mẹ và vợ con, nếu mà cứ có chuyện hoài ở nhà, con ở giữa con cũng khó xử lắm. Cho nên con mong là mẹ và vợ sẽ bớt mâu thuẫn lại với nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Và chúng ta cùng xây dựng cái gia đình hạnh phúc nhé. Hôm nay thì cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Nói về mà muốn thay đổi, mình chỉ muốn là con phụ thêm việc nhà với mẹ. Tại mẹ vừa chăm cháu, rồi mẹ nhiều việc quá. Thành ra là chỉ cái mong chỉ có như vậy thôi. Còn chị có mong muốn điều gì ở mẹ không? Dạ, mong muốn là mẹ đừng có cảm xúc nhiều quá. Đôi khi những cái câu chuyện thì mẹ đừng có khóc nhiều quá. Khóc, nhiều khi mẹ khóc rồi mẹ suy nghĩ rồi mẹ bệnh này kia. Vậy thôi.
cái đó là cảm xúc mà đôi khi cũng khó lắm. Nói chung là có những chuyện á, không cũng không phải là để khóc, nhưng mà mẹ khóc cái hồi là cái chiều cái mẹ nhức đầu, cái mẹ bệnh. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều và cảm ơn em rất nhiều ha. À, em hứa với mẹ điều gì đi, mẹ đã nói rồi đó. Dạ, hứa với mẹ là mới muốn là từ nay về sau con sẽ cố gắng là làm việc nhà nhiều, sẽ cố gắng nấu cơm. Cái hai mẹ con cũng phải cố gắng là học hỏi thêm để nấu cho gia đình một bữa cơm ăn cho nó đàng hoàng. Coi chương trình Quyền Linh đi, nấu đó, nhiều coi vô coi hoài mà nấu cũng không giống đâu. Bữa nào lại nhà lên chỉ cho ông Khóa.